Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì vị tướng liên quân thứ 118 mới ra mắt đó là vị tướng kiếm sĩ hoa hồng Charlotte. Thì đây là một vị tướng đấu sĩ vừa mới ra mắt vào ngày mùng 1 tháng 5 này nha anh em. Thì để anh em chơi tốt vị tướng Charlotte này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cái trang bị phù hiệu và bản ngọc của vị tướng Charlotte cho anh em xem nhé. Thì đầu tiên về cái trang bị của vị tướng Charlotte đi rừng, thì đầu tiên đi rừng thì anh em sẽ lên cái rìu Leviathan để tăng cái lượng giáp và lượng máu, đồng thời là cái có cái nhận hiệu ứng đó là tê tái cho vị tướng Charlotte khi mà đi rừng nha anh em. Về cái chiếc giày á thì anh em sẽ lên cái giày kiên cường, đến giày kiên cường thì nó sẽ có 35% kháng hiệu ứng nha anh em. Về cái món những cái món tiếp theo, món thứ ba thì anh em sẽ lên cái thương long Guinness. Cái món này thì nó có cái nội tại đó là phá giáp, thì khi mà Charlotte đánh thì nó sẽ trừ giáp của nạn nhân xuống nha anh em. Rồi cái món thứ tư á thì anh em sẽ lên cái thương khung kiếm cho mình. Cái thương khung kiếm này nó có cái nội tại đó là nhận 40% miễn thương trong vòng 2 giây, nên là khi mà anh em vào giao chiến anh em bật cái thương khung kiếm này lên thì nó sẽ nhận được 40% miễn thương. Cái món thứ năm là cái nanh Ferric. Thì cái món này đó thì phù hợp với vị tướng Charlotte, bởi vì vị tướng Charlotte là một trong những vị tướng mà dồn đam, nên là anh em sẽ lên cái nanh Ferric để nó cộng cho 200 công vật lý và nó có cái nội tại đó là chinh phạt. Khi mà máu của mục tiêu xuống dưới 50% á thì cái sát thương của vị tướng Charlotte nó gây ra sẽ tăng thêm là 30% sát thương. Về cái món cuối cùng thì anh em sẽ lên một cái món thủ đó là cái giáp hộ mệnh. Thì cái giáp hộ mệnh thì sau khi chết thì anh em sẽ hồi sinh lại. Thì đây là cái build đồ mà anh em đi rừng nha. Còn đối với cái build đồ mà anh em đi top á thì anh em sẽ lên cái món đồ như sau. Đầu tiên là anh em sẽ lên cái giày thuật sĩ để mà giảm 15% giảm hồi chiêu cho vị tướng Charlotte, bởi vì vị tướng Charlotte là rất cần giảm hồi chiêu để mà tung chiêu nha anh em. Nó dựa vào cái chiêu thức để mà nó dồn đam và nó đến nó tăng cái nội tại của vị tướng Charlotte. Cái món thứ hai á thì anh em sẽ lên cái lương thương long Guinness. Đấy thì cái nội tại mình cũng đã nói rồi. Cái món thứ ba thì anh em lên cái khiên thất truyền này để mà nó có cái nội tại là lính gót, thì khi mà nó chịu sát thương á, thì nó sẽ giảm tốc đánh và tốc chạy của nạn nhân, đồng thời là nó có máu và giáp rất là nhiều. Cái món thứ tư á, là một cái món giáp phép đó là cái quân chương trôi nha nè, để cho nó tăng cái lượng máu và lượng giáp và lượng kháng phép của vị tướng Charlotte. Vậy cái món thứ năm á, thì anh em sẽ lên cái thương cung kiếm, mình cũng đã nói cái nội tại rồi. Đấy, thì món thứ sáu thì anh em sẽ lên cái giáp hộ mệnh. Thì đó là hai cái build đồ vừa đi rừng và vừa đi top của vị tướng Charlotte. Đối với cái phù hiệu của vị tướng Charlotte á, phù hiệu Charlotte thì anh em sẽ lên cái phù hiệu vực hỗn mang cho mình. Đấy, phù hiệu trung tâm là đấu khí nha anh em. Thì cái phù hiệu này nó sẽ tăng cái khi mà anh em tung chiêu vật đánh thường mà trúng tướng địch, nó sẽ cộng dồn và đủ lần đủ 10 tầng thì nó sẽ hồi máu và nó sẽ hồi máu và nó sẽ tăng cái lượng xuyên giáp cho vị tướng Charlotte. Về cái bản ngọc thì anh em sẽ lên cái bản ngọc đó là công vật lý và xuyên giáp cho mình. Về ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn 10 viên đó là công vật lý cộng 2 và xuyên giáp 3.6. Về ngọc tím ấy, thì anh em sẽ lên ngọc công vật lý và tốc chạy là cộng 1.6 và 1% tốc chạy nha anh em. Về ngọc lục thì anh em sẽ lên tiếp tục là ngọc công vật lý và xuyên giáp đó là cộng 0.9 công vật lý và 6.4 xuyên giáp nha anh em. Đấy, sau khi mà cộng xong thì anh em sẽ có công vật lý là 45, xuyên giáp là 100 và tốc chạy là 100%. Về cái phụ trợ thì tùy theo cái anh em đi rừng hoặc là đi top. Nếu mà đi top thì anh em sẽ cầm tốc biến, mà đi rừng thì anh em sẽ cầm cái trừng trị. Rồi, đó là về vị tướng Charlotte, về cái build đồ phù hiệu và cái bản ngọc. Bây giờ mình sẽ nói về cái bộ chiêu thức và kỹ năng của vị tướng Charlotte và cái cách combo của vị tướng Charlotte chuẩn và mạnh nhất cho anh em xem. Đầu tiên á, về cái nội tại của vị tướng Charlotte á, là khi mà anh em tung chiêu thức á, tung chiêu 1 hoặc chiêu 2 thì nó sẽ cộng dồn dấu ấn, cứ một trúng một chiêu thì nó sẽ cộng một dấu ấn và đủ 3 cái dấu ấn thì nó sẽ tung thất tinh kiếm pháp nha anh em. Thất tinh kiếm pháp. Đấy thì cái thất tinh kiếm pháp là nó chém ra 7 đường kiếm như vậy đó anh em thấy không? Thì cái chiêu 1 của vị tướng Charlotte thì nó sẽ làm giảm tốc chạy của nạn nhân, đồng thời là nó tăng tốc chạy của mình. Tăng 80% và gây sát thương vật lý nha anh em. Về chiêu 2 của vị tướng Charlotte là nó dịch chuyển như thế này. Đói, thì nó sẽ dịch chuyển theo một cái hướng chỉ định. Và cái chiêu cuối của vị tướng Charlotte thì nó sẽ chiếm phá không quan kiếm. Thì nó chém 7 đường kiếm.
tại chỗ. Đấy, chém như thế này. Đấy, đó là cái chém thất tinh kiếm pháp, bảy đường kiếm nha anh em. Đấy, cái đây là thất tinh kiếm pháp này. Đấy, anh em thấy không? Chiêu cuối này. Đấy, đó là cái nội tại và cái chiêu thức của vị tướng Charlotte nha anh em. Như vậy thì khi mà combo á, combo vào giao chiến á, thì anh em sẽ combo như sau. Đầu tiên thì anh em sẽ dùng chiêu 1 để làm tan tốc chạy của mình. Đấy, ví dụ chiêu 1 thì trúng tướng địch nha. Thì nó tích một dấu ấn, rồi anh em dùng chiêu 2 thì nó tích thêm một dấu ấn nữa, dùng chiêu 3 nó tích thêm một dấu ấn nữa, rồi anh em bấm đánh thường thì nó sẽ chém tiếp một dấu ấn nữa. Đấy, thì đó là cái cách combo cơ bản của vị tướng Charlotte, chuẩn nhất của vị tướng Charlotte luôn anh em ạ. Cứ chiêu 1 trúng đích, chiêu 2 trúng đích, rồi chiêu 3 trúng đích thì nó sẽ tích lũy 3 dấu ấn, rồi đó là anh em sẽ chém cái nội tại. Cái chiêu 3 của vị tướng Charlotte á, thì phát không quan kiếm này á, thì nó sẽ chém 7 lần và nó sẽ không có bị khống chế nha em. Cái kiểu giống như chiêu của Murat anh em ạ. Cái chiêu 1 thì nó sẽ tạo ra một cái tôm giáp kiếm, nó làm tan tốc chạy của vị tướng Charlotte này. À, cái tung sau là nó sẽ tan tốc chạy. À, chiêu 2 thì nó sẽ hướng về một vị trí chỉ định, rồi anh em chém phát không quan kiếm anh em. Đấy, thì khi mà anh em tích đủ 3 nội tại thì nó sẽ chém đó, nó chém như vậy nha anh em. Đấy, thì đó là toàn bộ cái bộ kỹ năng của vị tướng Charlotte. Bây giờ mình sẽ nói lại cái chiêu thức của vị tướng Charlotte nha. Cái cách combo vị tướng Charlotte thì anh em sẽ combo theo hướng đó là 1 nè, rồi 2 nè, 3 nè, rồi chém đánh thường một cái nữa nè. Đấy, thì nó sẽ chém là thất tinh kiếm pháp như thế này anh em. Thì nó cứ đủ tích lũy 3 cái nội tại á, thì vị tướng Charlotte nó sẽ chém ra thất tinh kiếm pháp. Đấy, thì anh em cứ nhớ như vậy nha anh em. Còn cái anh em tung chiêu 1 xong thì cái chiêu 2 nó sẽ được cường hóa, cứ tung chiêu nào trước thì cái chiêu tiếp theo nó sẽ được cường hóa, anh em nhớ như vậy. Và cái cách combo là 1 2 3, rồi chém tiếp một cái lần nữa. Đấy, anh em thấy không, chắc chắn là nó sẽ rất là vi diệu anh em ạ. Sau khi combo như vậy rồi thì anh em cứ thấy chiêu nào sống thì anh em cứ bấm chiêu đó thôi. Thì đó là toàn bộ cái kỹ năng của vị tướng Charlotte. Thì chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Đấy. Defeated. Power transmission. Ultimate.